Tiết mục Tiếng Thơ xin trân trọng kính mời các quý vị cùng lắng nghe thi phẩm của tác giả Lê Văn Dĩnh, bài thơ Người Mẹ Ngày Xưa qua giọng ngâm của nghệ sĩ Minh Hương. Ngọt bùi nhớ mẹ ngày xưa, lúc thì con ốc con cua ngoài đồng, khi thì mẹ gánh mẹ gồng, cắt cỏ bó dạ trên đồng xa xa. Nhớ gần mẹ cây đồng nhà, nắng mưa giá rét xót xa đất trời. Nhớ mẹ ta cả một đời, còng lưng đem bán cho trời cây thuê. Nhớ con đường đất làng quê, xiêu xiêu dáng mẹ đi về sớm hôm. Áo nâu vá đất lốm nhôm, cái quần đen bạc còn ôm đất vào. Cuộc sống xưa thật lao đao, củ khoai bát cháo biết bao oán hờn. Ngày nay bưng bát lại càng thương mẹ sớm hôm tảo tần. Vì con bán cả giang xuân mà mẹ vẫn giữ trăm phần vui tươi. Lòng mẹ luôn nở nụ cười, cả đời nghị lực gửi vào đời sau. Vâng, Minh Khương xin chúc mừng thi phẩm của tác giả Lê Văn Dĩnh, một bài thơ viết về người mẹ ngày xưa, vô cùng xúc động, thật là cảm xúc vô cùng. Vâng, hình ảnh những người mẹ thân thuộc, rất quen với chúng ta, ai cũng có mẹ. Ở đây tác giả đã viết lên hình ảnh của người mẹ, khiến cho chúng ta không làm sao có thể quên tình cảm của những người mẹ dành cho chúng ta cả một đời. Vâng, tình cảm ấy chân quý biết nhường nào. Chúng ta luôn luôn ghi ơn công lao của cha mẹ, nhất là người mẹ cả một đời hy sinh cho chúng ta. Cuộc sống dù lao đao đói khổ, người mẹ cũng vẫn dành tình thương cao cả nhất cho những đứa con. Vâng, bài thơ vô cùng ý nghĩa nhân văn. Minh Khương xin cảm ơn và chúc mừng thi phẩm của anh. Cảm ơn các quý vị đã lắng nghe.
mục Tiếng Thơ xin trân trọng kính mời các quý vị cùng lắng nghe thi phẩm của tác giả Lê Văn Dĩ, bài thơ Quê Tôi qua giọng ngâm của nghệ sĩ Minh Khương. Quê tôi mới thuở nào tắm nước dòng sông Nhuệ, nhiều thế hệ đắp trồng chiều sao diều vang vọng. Tình sâu và nghĩa nặng, đất đất với người